Right, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mực Gamer, anh em ơi. Yeah. Ok anh em, hôm nay mình tiếp tục làm với tựa game Gatasan Online ha. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến em chủ đề đó là Chết 4, coi gì. Ok, thì trước khi mà vào video thì mình xin cảm ơn bạn William Khải này mà, bạn William Khải đã tài trợ cho món cạc này để quay video cho anh em coi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chất 4 có gì anh em nha. Hiện tại mình đang ở chất thuyền, bây giờ mình lấy một chiếc xe, lấy một chiếc thuyền để mình chạy chất cho anh em coi, để anh em biết được là chất 4 sẽ có cái gì đây anh em ạ. À, cũng như những video lần trước thôi, mình sẽ vào trên đây ha, mình bấm vô đây. Ok, giờ mình sẽ bấm đây, mình lên máy này mà. Rồi, bây giờ bạn không phải là chất, có nghĩa là bạn này cũng chưa có đi nhận cái nhiệm vụ chất anh em ơi. Chúng ta phải đi nhận nhiệm vụ chất cái đã. À, thì không giống như những cái chất khác đâu mà. Chất thuyền thì chúng ta phải nhận ở đây anh em nha. Ông đứng làm nhiệm vụ nằm ở đây. Ha, qua này mới coi coi tại sao mà không nghe tiếng gì cả anh em ơi. Anh em chờ một tí xíu nha. Bạn này để nhỏ quá cho nên là không nghe được đây anh em ạ. Rồi, đây, anh em đây thì anh em bấm chữ Y đây nè, mở lên bấm chữ Y thôi. Đó, chúng ta bấm chữ Y vô đây nè. Ha, rồi anh nhận nhiệm vụ nè, nó xin việc ha. Rồi, nó kêu là có luôn. Ha, anh em thấy nè. Đây, nghỉ việc hả. Mình đã có một công việc rồi, bây giờ bắt buộc chúng ta phải nghỉ việc anh em ạ. Chúng ta không thể xin được một lúc hai công việc nha, chúng ta phải nghỉ việc anh em ơi. Nghỉ việc. Ha, nghỉ việc rồi chúng ta lựa chọn thôi. Nó kêu là có công việc hiện tại thành công. Rồi bây giờ anh em tiếp tục bấm Y. Rồi bấm lại xin việc và bấm chữ lựa chọn ha. Rồi hiện tại mình là chết rồi anh em ạ. Đây, nó thông báo đây. Chúc mừng bạn đã có một nhiệm vụ mới ha. Mình là chết rồi. Ok. Bây giờ mình đã là chết rồi thì mình sẽ đi buôn lậu thôi. Để lậu mình sẽ đi làm việc thôi. Nó lộn anh em ơi. Ok. Ok, mình phải lên. Cái người hôm bữa mà tài trợ cho mấy cái ạc này muốn quay video cho anh em coi đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào xe anh em ơi. Mình bấm anh nào lên ha. Mình bấm anh nào lên và mình bấm Y. Ok, nó kêu bạn xóa cái điểm check point đi. Thì hồi nãy mình có mở cái này muốn test thử. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi anh em nha. Rồi bây giờ mình bấm Y. Rồi nó hiện rồi đó mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi check 4 có gì anh em nha. Rồi, để giải mã cho anh em chúng ta có thể thấy check 4. Đây, bạn muốn chuyện gì? Check 4 nó có là Service 32 bot và 2 rắc. Nếu lấy vật liệu thì có 750 vật liệu. Thì chất 4 chỉ là cái chất nhỏ thôi. Cho nên là cái này đó chính là cái cây gậy bóng chày này mà. Này là cây gậy bóng chày nha. Đó, cái Sove nè, anh em nào biết thì nó luôn đây là cây gậy bóng chày. 2 bot và 2 rắc thì anh em đã quen với mặt rồi ha. Vật liệu thì anh em cũng biết để làm gì rồi. Bây giờ mình sẽ chạy đầu tiên, chiến đầu tiên mình sẽ lấy cây gậy bóng chày cho anh em coi nha. Thì cây gậy bóng chày thì có thì anh em sẽ không bán được đâu nè. Cái gậy bóng chày nó chỉ là kiểu như là để cầm cho vui á, cầm chơi vui thôi chứ nó cũng không để bán được. Anh em coi đi chất thuyền nha. Đó, thì cơ bản là cái gậy bóng chày để mua anh em không thể nào anh em bán được. Là bóng chày rất là khó, người ta sẽ không mua đâu, đâu mua súng thôi. Hiện tại giờ mình mới năm cùng chơi nữa nè, mà mới năm cùng chơi nha. Nên là như là làm biết cái gậy bóng chày là nó cũng bình thường đó mà. Ok, thì buổi sáng thì sẽ vào on chưa đông anh em ơi, anh em tranh thủ chạy chất thuyền cũng được, chất xe cũng được nha. Thì đường tập lên tập giờ này sẽ vào không on đông như là những cái vào khung giờ tối giờ hay chưa được nữa mà, cho nên là anh em tập giờ này anh em để on chạy chất khá là ok để đi đường đường tập anh em ơi, cho nên là anh em chạy nhanh nhất mới làm. Như hồi trước thì mình cũng có chia sẻ với anh em rồi á, thì chạy chất đó thì anh em chọn giờ nào anh em chạy nhanh nhất thì cũng nói luôn chất cơ bản thôi, anh em chạy giờ là buổi tối là nhanh nhất, tại vì buổi tối thì không có động, anh em không có sống nữa luôn, cho nên là anh em chạy rất là nhanh. Nhưng mà anh em chạy vào giờ như là buổi trưa hay là buổi chiều sống thì rất là nhiều, như là anh em ở đông tàu thì nhiều dễ bị ăn va chạm với anh em nha. Thì hiện tại anh em có thấy là chất 4 là nó có cái gì, chất 4 nó có cái cây bóng chày thôi, không có gì đặc sắc ở đây mà. Cái đó nó chỉ là cây bóng chày thôi. Cái này anh em cầm chơi mua đủ, mua đủ. Thế là sợ ít ai mua cái cây này, sợ nói với em luôn. Người ta sẽ ít mua cái cây bóng chày này rất là nhiều, bởi vì cơ bản là
Thế này uống trà nó không có đi được nhiều nữa mà đi nó chọn mà ai cầm chỗ uống trà bây giờ nó cầm cho nó cầm rồi ra nó chọn cái là lai luôn em ơi đó. Có nhau một lần nữa cảm ơn bạn Nguyễn Nam Khải đã lựa chọn cho mình ngày này để quay video nha. À, cảm ơn mọi người đây anh em nào mà muốn gặp mình lên viên nhưng mà mình có nên chia sẻ cho những cái anh khác hết thì để gặp cho mình lên video nha anh em nha. Đó. Đấy anh em thấy không nè, mình đã có một cái sobe và giờ hỏi anh em là sobe là gì nha. Và đầu tiên anh em nhìn thấy nha, hiện tại mình có là 1994 anh em được sẽ được là 7.500 tiền anh em ạ, 7.500 sát ha. Và một cây gậy bóng chày nè, đó giờ bây giờ cho anh em coi gậy bóng chày. Anh em mới đi ra khỏi cái vùng an toàn thì anh em mới cầm được anh em ạ. Chứ hiện tại thì cũng không mới cầm được anh em ơi. Đó, ok. Bây giờ mình trả 9-2 anh em nha. Mình đi 9-2 cho anh coi. Đây mình sẽ đi 9-2 cho anh coi. Để nhìn thấy cái bóng chạy bắt buộc anh em phải đi ra anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bóp vào đất mà anh em lấy 2 bóp và 3 đất nha. Mà bữa đi chết chết 7 thì nó có 4 bóp và 4 đất ha. Chết 6 thì gồm có hình như là chết 6 là cái gì ta? Quên bà nữa rồi. Chết 6 là hình như là có 3 bóp và 4 đất. Đúng rồi, 3 bóp và 4 đất. Còn chất 4 thì nó cũng chỉ có hai bóp và ba đất thôi mà lúc nào thì bóp nó cũng sẽ thấp hơn đất một cái, nhưng mà chất 7 thì hai cái nó bằng nhau là hai cái điểm 4 anh em ơi. Đấy như em thấy không, khi mà mình đi ở trên cái chỗ này thì em thấy là đã rất là lẹ luôn, chỉ mấy phút bằng chỉ tầm phút rưỡi xong đó, tại vì do buổi sáng đâu ai chạy được, ít người chạy lắm, đi rất là nhanh. Ok, vậy là mình đã quay cho anh em coi là chất 4 cái gì nha. Nếu mà video này xong thì là chất 4 cái gì, chất 6 cái gì, chất 7 cái gì. Đó, hiện tại thì mình vẫn còn biết nhận như chất 1, chất 2, chất 3, chất 8, chất 10. Đó, để quay cho anh em coi. Đó, anh em nào mà có những cái hạt đó thì mình có thể vui lòng gửi cho mình. Đó, để mình quay video, chia sẻ. Cái độ uy tín của tôi thì anh em yên tâm đi. Đó. Vô ăn vô quay ao không giờ lấy bất cứ gì của em đó nên hay là sợ mất ăn cái gì đâu đấy. Ở bên đó của tôi thì ngay cả admin cũng không thể đảm bảo luôn anh em ạ, nên cũng phải là lo lắng cái gì đó, cứ thật như vậy luôn nha anh em nha. Ở chỗ này nè thì anh em nhớ khi mình chạy đến chấp hiện anh em nhớ cái này nó có bậc thang cho nên là tới đây anh em giảm ga xuống ha. Rồi anh em quanh chiếc xe quanh cái đầu rồi hiện lại chứ anh em chạy mạnh lên cứ lên một thang đó nhiều khi dưới chiếc thuyền là không ai cứu luôn anh em nha. Mình chạy buổi tối nha, mình chạy buổi tối có rất là nhiều anh em á, tới đó anh em không chịu giảm ga cái đường bay thẳng lên cái cầu thang xong rồi anh em đứng đó thì ai cứu được đấy. Tôi bị lái máy bay tôi lên tôi cứu anh em đó thì nếu mà anh em mà đi một mình rồi buổi tối thì đó anh em chỉ có nước là anh em tự tử. Anh em xem tự tử rồi anh em về bệnh viện xong rồi anh em đón xe ráp rồi chạy lại thì mất thời gian thôi. Chúng ta chỉ có giảm cái tốc độ xuống chúng ta quanh nhẹ đó thì chúng ta được chiếc tình trạng bay lên chiếc thuyền, chiếc thuyền bay lên cầu thang luôn đó. Nếu mà anh em cứ mạnh ra như vậy nhiều khi là anh em bay lên cầu thang được rồi thì nó luôn nên ok. Tâm là một khi mà mình quay lại làm cái video ha, mình không có comment về cái trò game này rồi có rất là nhiều cái nội dung mình để gửi đến cho anh em không bao giờ làm hết luôn, nhưng mà muốn ưu tiên trước ha, mình cũng ưu tiên trước những cái nội dung mà liên quan đến cái việc em có thể là kiếm ra được cái sát để em mua xe nè, mua nhà, mua súng các kiểu đó. Đó thì ưu tiên những cái công việc như là chia sẻ những công việc như là kiếm tiền trước cho anh em ha. Còn những cái nội dung như là tham quan hay là cái gì đó thì mình sẽ để ở những cái video phía sau ha. Đây em thấy không, cũng được 37.500 và được 2 bóp và 3 đất anh em nha. Rồi ok, và chiến cuối cùng thì mình sẽ chạy mình lấy vật liệu cho anh em coi, được 750 vật liệu. Đấy. Đây anh em thấy không, 750 vật liệu ha. Đó, thì chiến cuối cùng mình sẽ đi lấy vật liệu cho anh em coi nha. Đấy anh em thấy không, nãy giờ mình chạy 3 chuyến mà nó chỉ tốn đâu, nãy mình bắt đầu video là từ lúc khoảng 8:03 ha, 8:03 hay 2 phút gì đó, mà giờ tốn 8:09 thôi. Trung bình là nó chỉ có tầm 5 phút cho 3 chuyến xe, nó khá là nhanh anh em ơi, 3 chuyến khá là nhanh. Đó,
đó nếu không bị tẩy server đó là rất là lợi cho mấy team ông chưa đông nên mình thấy nãy mình chạy trên sông của mình đó. Và lỡ mà anh em nào mà chạy mà bị gặp nạn cái là tự mình xử lý luôn, không có ai giúp đỡ giờ này anh em, không ai giúp đỡ giờ này đâu. Là đi chụp thuyền này nó cũng một xíu chụp thuyền nó không chiếc xe là một khi em dớt xuống là nên bơi rất là lâu hay gì ở trên cảng nó chạy một đoạn nó rất nhanh nhưng mà trên thuyền anh em bơi dớt xong rồi nên bơi lâu cực kỳ nên khi anh em nếu mà dớt gần thì nó bơi còn dớt xa như ở đây mà bơi về cái chỗ mà mình chụp thuyền thì thôi nên cũng tự mình dừng cho lại á hay về bệnh viện xong rồi mình lấy xe mình chạy ra lên thường. À có một bạn bạn Quỳnh Thảo Linh đúng rồi bạn này để chung với mình đi về anh em đó thì nói hiện tại là buổi sáng mình chạy rất là khỏe ít cái xảy ra tình trạng mà va chạm lắm nha đó, cái chỗ đó cũng vậy nói chung là em chạy chấp thì em nhớ khi mình đừng tới cái điểm màu đỏ xin điểm màu đỏ thì em giảm cái ga xuống em buông tay là nó giảm ga xuống lúc đang chạy luôn em buông tay là giảm ga xuống để cho cái thuyền nó chậm lại xung quanh nó sẽ dễ hơn nếu không thôi anh em mà ủi một cái thì cái kia thì lên cầu thang cũng nó lên bờ luôn lên trên bờ thì đem được có thể đẩy thuyền xuống được nhưng mà rất là tốt thời gian còn lên cầu thang là khó đẩy lắm em ạ tôi từng bị rồi tôi bay lên cầu thang cũng đó luôn tôi từng bị dừng chạy ra mất thời gian lắm lên bờ thì đem có thể dùng được cái này nó chạy lên đẩy thuyền xuống thì được trên tiếp được mà nó mất thời gian thôi còn mà lên cầu thang rồi là thì xác định luôn không bao giờ đẩy được để dưới cầu thang là đẩy cái gì đó là không giá trị của một cây MB là 40k nha đó nhưng mà đó thì có chưa bán 25k phá giá thì cũng thua nên không kể đi ai phải giá cái giá này tôi bán cũng một giá thôi không phá giá gì cả đó em thấy không thì ba quần là lên nghỉ rồi bạn Kakashi Luffy tiếp kia gì đó nha. Rồi đó em thấy không hiện tại thì cứ mà chạy thì em sẽ được là 7.500 nha rồi 750 vật liệu đó thì anh em bây giờ thì anh em biết được là chất bốn có gì rồi nha có được cái cây gậy bóng chày nè anh em ạ có cây bóng chày ủa cái sove không phải gậy bóng chày ta không lẽ sove là cây kiếm nhật này hả ta giờ cái sove chắc là cây kiếm nhật anh em ạ nó không phải katana hả ta ủa bị gì trời vẫn nhớ là cái sove là cái gậy bóng chày chứ không phải là cái cây katana đâu anh em ơi mà bạn này nó chỉ có cầm một cây katana thôi anh em ạ không hiểu tại sao nha đó thì chất bốn thì là anh em có một cây gậy bóng chày ha nếu mà anh em chạy ma tí thì nên sẽ có được là ba boss và hai boss và ba rắc ha còn đi lấy vật liệu thì 750 vật liệu vẫn vừa mới chạy nè và có được 7.500 một chiến anh em nha rồi ok thì video mình đến đây là hết anh em thấy hay cho mình xin một like một đăng ký kênh ha để anh em nào mà có nhu cầu mà gửi ạc về cho mình để quay những cái nội dung như là test xe nè test chạy chất nè đó đây là làm về những cái chất khác á, những cái chất khác thì anh em cứ gửi về cho mình nha mình thì anh em bảo đảm rồi nha. Với cái tên Nguyễn Mẫn Gamer thì anh biết là cực kỳ là uy tín luôn đó. Admin có thể đảm bảo cho mình cái điều độ uy tín luôn nên em yên tâm mình gửi về không sợ mất gì đâu mình vô mình quay video xong rồi mình sẽ out không lấy bất cứ một cái gì của anh em cả rồi một lần nữa cảm ơn bạn William Khải đã tài trợ cho mình để mình quay video chất bốn cái gì cho anh em coi mấy bài thì em lại em ở video lần sau. Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.